Xin chào anh chị, cô chú, em là nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Viên. Một ngày mới, em kính chúc anh chị, cô chú nhiều sức khỏe và làm ăn phát tài, phát lộc nha. Hôm nay em về đây thuộc ấp Mỹ Thành, xã Hòa Định, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang để giới thiệu cho anh chị xem một căn nhà vườn có tổng diện tích là 1.438 m². Trên thửa đất căn nhà vườn thuộc đất cây lâu năm, chưa có thổ cư. Trước tiên em xin giới thiệu về con đường đi. Mình rẽ phải là liên thông ra đường huyện lộ 24 khoảng 300 m. Con đường này rộng khoảng 5 m. Anh chị di chuyển là đường xe ô tô 16 chỗ rất là thoải mái luôn nha. Ở đây thì có đèn đường, điện nước, wifi có đầy đủ. Nhà cửa khu vực này rất là đông, rất là thích hợp để cho anh chị mua đây ở và nghỉ dưỡng là tuyệt vời luôn nha. Và khu vực này thì có đầy đủ tiện ích như là chợ, trường học, ủy ban cách khoảng 1 km. Từ vị trí đường nhựa 5 m, mình di chuyển vào đường bê tông khoảng 2,5 m nha anh chị. Tới vị trí căn nhà phượng mình khoảng 40 m. Con đường này thì anh chị mình cũng di chuyển là đường xe ô tô 7 chỗ luôn anh chị. Em mời cô chú, anh chị mình di chuyển vào trong để anh chị mình xem và tham quan căn nhà phượng mình nha. Rồi, em đã di chuyển tới vị trí căn nhà phường mà hôm nay em giới thiệu anh chị gọi nè. Phía trước thì gia chủ xây tường cao khoảng 1 m nha anh chị và hàng sắt hết luôn. Về vấn đề ranh giới thì anh chị cô chú mình mua rất là yên tâm nha. Cổng rào thì gia chủ đều ốp gạch hết luôn anh chị. Phía trên thì lợp mái ngói, cửa thì cửa sắt. Diện tích mà hôm nay em giới thiệu anh chị ngang là 15 m, dài là 84. Đất và nhà ở phía sau nở hậu là 21 m. Diện tích mình tính từ ngay chỗ vị trí này nha anh chị. Đó, mình đo thẳng qua bên đây là 15 m. Đó, chiều sâu là 84. Trên thửa đất gia chủ thì đang cất một ngôi nhà mái thái anh chị, rất là đẹp. Phía trước thì gia chủ đang trồng một số mai vàng và một số kiểng nè, như là cây xanh và một số cây bông giấy nha anh chị. Phía trước thì có một khoảng không gian sân còn rất là trống. Mình có thể làm một cái máy tiền chế ga. Mình có một bãi sân để anh chị mình đậu ô tô nè, rất là thoải mái luôn anh chị. Còn bên đây thì gia chủ có cất một cái nhà kho, nhà cấp 4 anh chị. Bên đây thì cũng xây tường cao khoảng 1 m luôn nha anh chị và rào B40 hết luôn. Ranh giới thì rất là rõ ràng, anh chị yên tâm nha. Ở đây điện nước wifi thì gia chủ đều vô sẵn hết luôn nha anh chị. Căn nhà thì em thấy còn rất là mới, về thì anh chị mình ở mình khỏi cần tu bổ lại thêm. Đất và nhà thì tương đối cao ráo bằng theo mặt lộ nha anh chị.
Bên hông thì em có thấy khoảng 3 ngôi mộ cặp bên hông đất của mình luôn. Đất mình thì không màu mỡ nha anh chị. Bên hông thì có 3 ngôi mộ của hàng xóm anh chị. Để em di chuyển vào trong để anh chị mình xem và tham quan căn nhà mái Thái của mình ha. Phía trước thì gia chủ làm một cái mái dòm rất là đẹp anh chị. Bên đây thì mình có một cái hồ cá 5 bộ. Và mình có một cái bàn để buổi chiều anh chị ra đây mình uống trà ha. Cột thì gia chủ thổi PU nha anh chị. Dưới nền thì gia chủ đều lót gạch rất là sạch sẽ. Cửa thì gia chủ sử dụng là gỗ đỏ anh chị. Còn bên đây thì mình có một cái hành lang để anh chị mình di chuyển ra phía sau ha. Gia chủ thì lợp là máy ngói nha anh chị. Ở nhà mình thì rất là đẹp luôn anh chị. Phù hợp để anh chị cô chú mình mua về để anh chị mình nghỉ dưỡng nha. Để em di chuyển vào phòng khách để anh chị mình xem. Khu vực này là phòng thờ nha anh chị. Gia chủ thì chỉ thờ Phật thôi. Ở dưới nền thì lót gạch rất là sạch sẽ và dán lên tới mí thạch cao. Hai bên hông thì thiết kế hai cánh cửa sổ bên ngoài để cho anh chị lấy ánh sáng thật là thông thoáng luôn nha. Phía trên thì mình có đèn chùm anh chị, rất là đẹp. Ở đây thửa đất căn nhà đang quay về hướng bắc. Từ trung tâm thành phố Mỹ Tho, anh chị di chuyển về đây khoảng 17 km. Từ thành phố Hồ Chí Minh, em lấy mốc từ bến xe miền Tây, anh chị di chuyển về khoảng 75 km là anh chị tới nha. Hiện gia chủ đang kêu bán với giá là 3 tỷ. Nếu anh chị, cô chú mình thấy phù hợp và ưng ý thì cứ liên hệ bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang. Bên em sẽ có nhân viên để dẫn anh chị xem và gặp ngay chính chủ luôn nha. Căn nhà của mình thì em thấy gia chủ đều trang trí cho tới mí thạch cao hết luôn nha anh chị. Ở đây là phòng ngủ đầu tiên. Bên trong thì lót gạch rất là sạch sẽ luôn. Và dán lên tường cho tới mí thạch cao nha anh chị. Cửa thì cửa gỗ đỏ anh chị. Căn phòng thì em thấy rất là rộng luôn nha anh chị. Ở phòng thờ của mình thì cũng rất là rộng luôn. Hành lang thì gia chủ đều thiết kế rất là nhiều cửa sổ nên căn nhà của mình rất là thoáng luôn anh chị. Nhà thì có 3 phòng ngủ nha. Ở đây là phòng ngủ thứ hai. Ở bên trong thì cũng lót gạch và dán lên tường cho tới mí thạch cao hết toàn bộ luôn anh chị. Toàn bộ cửa thì gia chủ chỉ sử dụng là cửa cây thôi. Còn bên đây là căn phòng thứ ba. Mỗi phòng thì rất là rộng nha anh chị. Nhà của mình thì em thấy còn rất là mới luôn anh chị. Còn khu vực này là không gian nhà bếp, nhà vệ sinh. Nhà mình thì mới còn khoảng 80% anh chị.
Bên đây thì mình có nhà vệ sinh đầy đủ hết luôn nha. Bên em thì giờ cũng có nhận ký gửi mua bán nhà đất và thiết kế xây dựng công trình hỗ trợ cho anh chị san lấp mặt bằng, xây nhà phường, lên thổ cư. Nếu anh chị, cô chú mình có nhu cầu bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang sẽ hỗ trợ để anh chị, cô chú mình đủ điều kiện luôn nha. Ở phía sau thì mình có nhà tắm riêng biệt luôn nha anh chị. Phía sau thì gia chủ có làm một cái máy tiền chế để nuôi một số gà vịt nha anh chị. Ở nhà mình thì rất là đẹp luôn anh chị. Ở gia chủ thì đóng kệ bếp nè, trần thì đóng thạch cao toàn bộ luôn nha. Còn khu vực này anh chị có thể mình thiết kế không gian phòng khách nha anh chị. Anh chị thấy video này hữu ích cho em một lượt like, một lượt đăng ký, một lượt chia sẻ để bên em có động lực để đi quay những video tiếp theo gửi đến quý anh chị. Xung quanh thì gia chủ đều lót gạch nền hết luôn anh chị. Bên đây thì xây tường cao khoảng 1 m và gạch B40 hết luôn nha. Để em di chuyển ra phía sau để anh chị mình xem và tham quan. Hiện gia chủ thì đang rất là kẹt tiền nên cần bán gấp nha anh chị. Giá là 3 tỷ nha. Hết nhà và đất của mình luôn anh chị. Ở phía sau thì gia chủ có làm một cái máy tiền chế ra phía sau. Phía sau thì cũng xây tường hết luôn. Để em di chuyển ra phía sau để anh chị mình xem. Phía sau thì có nuôi một cái ao cá nha anh chị. Đất mình thì phía sau nở hậu ra là 21 mét. Ở bên dưới thì chủ đang nuôi cá rất là nhiều luôn anh chị. Đây thì xây tường cao khoảng 4 mét hết luôn anh chị. Gia chủ thì đang nuôi một số cá trê và cá tra bên dưới nha anh chị. Em cũng xin nhắc lại thông tin địa chỉ cho anh chị và cô chú mình nắm lại một lần nữa. Hôm nay em về đây thuộc ấp Mỹ Thạnh, xã Hòa Định, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang để giới thiệu cho anh chị xem một căn nhà vườn mái Thái có tổng diện tích là 1.438 mét vuông. Đất và nhà thuộc đất cây lâu năm chưa có thổ cư nha anh chị. Ngang là 15 mét, dài là 84, nở hậu ra là 21. Hiện gia chủ đang kêu bán giá là 3 tỷ nha anh chị. Nếu anh chị, cô chú mình thấy phù hợp và ưng ý thì cứ liên hệ bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang nha. Bên em sẽ dẫn anh chị xem và gặp ngay chính chủ luôn anh chị. Từ vị trí căn nhà phường mình di chuyển về tới trung tâm thị trấn Chợ Gạo là 1 km. Nhà mình còn mới nha anh chị, rất là đẹp luôn á. Gia chủ thì đang rất là kẹt tiền nên cần bán gấp nha anh chị. Nội thất bên trong thì gia chủ sẽ đem đi nha anh chị. Ở nhà mình thì có 3 phòng ngủ, dán cho tới trần hết luôn. Cửa thì sử dụng là gỗ đỏ cắm xe nha anh chị.
Đó, phía trước thì mình có một cái hành lang nè, rất là rộng luôn. Phía trước thì mình có bãi sân, anh chị mình đậu ô tô rất là thoải mái luôn nha anh chị. Ở bên đây thì trồng một số rau sạch như là bạc hà nè. Bên đây thì mình có nhà kho. Phía trước thì mình có vườn kiểng anh chị, rất là đẹp luôn á. Vị trí này thì thích hợp để anh chị mình mua về nghỉ dưỡng nha anh chị. Đường xá thì anh chị mình di chuyển là đường xe ô tô nha. Ở đây là tổng quan thửa đất căn nhà vườn, anh chị ưng ý thì cứ liên hệ bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang nha. Em cũng xin kết thúc video, hẹn anh chị cô chú ở những phần video tiếp theo.